đoàn xe tuyên truyền an toàn giao thông vượt đèn đỏ ở Nha Trang. Khoảng 10 chiếc ô tô của Ban an toàn giao thông thành phố Nha Trang dán băng rôn đi tuyên truyền về an toàn giao thông, nhưng khi gặp đèn đỏ lại không dừng lại. Ngày 23 tháng 4, mạng xã lan truyền đoạn clip dài hơn một phút, ghi lại cảnh một đoàn ô tô chạy từ đường Trần Phú rẽ qua Lê Thánh Tôn, khi đến giao lộ Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, tín hiệu đèn đỏ sáng nhưng đoàn xe vô tư vượt qua bất chấp nguy hiểm. Clip được ghi vào 9h15 sáng ngày 23 tháng 4. Lúc này có khoảng 10 chiếc xe bên hông treo khẩu hiệu tính mạng con người là trên hết, an toàn giao thông trách nhiệm của mỗi người. Không phóng nhanh vừa rẫu, khi gặp đèn đỏ các phương tiện khác dừng lại thì đoàn xe tuyên truyền ngang nhiên vượt. Ngay khi clip trên lan truyền trên mạng đã nhận được hàng trăm phản hồi, phần lớn tỏ ra thất vọng ngán ngẩm khi đi tuyên truyền an toàn giao thông mà lại vượt đèn đỏ. Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Ban An toàn Giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, đoàn xe vượt trên đó là của Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Nha Trang. Ông cho biết, ngay khi nhận được thông tin đã cho lực lượng xác minh xử lý. Tôi đã yêu cầu Ban An toàn Giao thông thành phố Nha Trang chấn chỉnh ngay việc làm phản cảm trên, không ai đi tuyên truyền về an toàn giao thông mà lại vượt trên đó cả. Hết trước tầm mày ông Dân nói. Trong khi đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cũng cho biết sẽ kiểm tra và xử lý ngay việc đi tuyên truyền về an toàn giao thông mà vượt trên đó. Hình ảnh trong đoạn clip rõ ràng là rất phản cảm. Sau khi xác minh rõ, chúng tôi sẽ có biện pháp chấn chỉnh xử lý ngay về lãnh đạo này nói. Đoàn xe tuyên truyền giao thông ngang nhiên vượt trên đó vì sợ bị lạc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban An toàn Giao thông tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Nha Trang chân chỉnh việc đoàn xe tuyên truyền vượt đèn đỏ. Ngày 24 tháng 4, trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phó Ban An toàn Giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về đoàn xe ô tô đi tuyên truyền về an toàn giao thông nhưng lại vượt đèn đỏ, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã yêu cầu kiểm tra xử lý. Tôi thấy sự việc trên rất phản cảm bởi đi tuyên truyền về an toàn giao thông mà lại vượt trên đó. Đoàn xe trên đã hiểu sai hoàn toàn về luật giao thông. Những đối tượng nào được ưu tiên khi tham gia giao thông và những đối tượng nào không được ưu tiên. Liên quan đến vấn đề trên, ông Đinh Văn Cường, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Nha Trang cho biết, ngày 23 tháng 4, phòng văn hóa thông tin thành phố Nha Trang tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông cho người dân. Đoàn xe này của nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố Nha Trang gồm 14 chiếc. Đoàn xe trên do phòng quản lý đô thị dẫn đầu, do khi đến đèn đỏ, một số xe đi phía sau sợ lạc đoàn nên vượt chạy theo. Ngay sau đó, phòng văn hóa thông tin đã có văn bản gửi các đơn vị để nhắc nhở chấn chỉnh vô việc. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoàn clip ghi lại cảnh một đoàn xe ô tô trên 10 chiếc có gắn các bản hiệu về tuyên truyền an toàn giao thông khi lưu thông qua điểm giao nhau Lê Thánh Tôn, Trần Hưng Đạo đã vừa trên đó. Clip trên đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ và đa số đều bức xúc phản đối trước việc đoàn xe này vi phạm giao thông